Tôi là MC Sơn Thạch. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Hôm nay những người chơi sẽ là những nghệ sĩ. Họ sẽ là ai đây? Xin mời những người chơi ạ. Xin chào các bạn. Xin chào mọi người, xin chào các khán giả đang xem chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Em tên là Emma Nhất Khanh và ngày hôm nay Emma sẽ chung team với một người chị rất là xinh đẹp, chính là chị Hà Anh. Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay Hà Anh rất là vui bởi vì Hà Anh được đến với chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ và ghép cặp chung với Emma. Và tụi em sẽ có tên luôn rồi nha. Vậy hả? Dạ. Xin mời các bạn. Hôm nay tụi em đến đây là để chiến thắng. Tại vì mở hàng mà, cho nên là tụi em mới đặt một cái tên mà cảm thấy nó rất là sáng bừng sức sống, đó chính là nhóm Sặc Sỡ. Em là Mr. B và đây là em trai ruột của em. Xin chào mọi người, em là Long Nón Lá và đây là chị ruột của em. Tụi em cũng có tên đội rồi. Em là Misa. Misa. Em là Long. Long. Nhóm Salon. Tụi em là Salon. Nhóm tụi em là Salon. Các bạn hãy thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng của các bạn đi nào. Sợ chiến thắng, sặc sỡ sắc màu. Cảm ơn các bạn. Muốn ngồi được vào cái vị trí không ai ngồi được thì ngồi xa lông. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Và đây là vòng 1 mang tên Gieo ý gặt lời. Chúng ta sẽ có 7 từ khóa và mỗi từ khóa các bạn trả lời được thì sẽ được 10 điểm. Và sẽ có một câu hỏi chính, sau khi các bạn trả lời được bao nhiêu từ khóa sẽ được ghép vào một đoạn văn thì các bạn sẽ có một gợi ý từ MC. Và nếu như các bạn trả lời được câu hỏi chính đó, các bạn sẽ có được 100 điểm, các bạn hiểu chưa ạ? Ok. Chúng ta sẽ đến với lượt chơi của đội Salon, xin mời. Bay. Nghiêng. Bay. Cánh. Đôi cánh. Soi gương. Gương, lược, lược, gương, gương. Vòng. Mây, bầu trời. Là sao vậy mọi người? Quăng, liện. Wow, vậy là các bạn đã trả lời được 7 đáp án chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn văn của chúng ta ạ. Đáp án đầu tiên của các bạn là bay. Chính xác. Đáp án số 2 là nghiêng. Chính xác. Đáp án số 3 là đôi cánh. Chính xác. Đáp án thứ 4 là gương. Chính xác. Đáp án thứ 5 là vòng, các bạn đoán rất nhanh. Chính xác. Đáp án số 6 thì các bạn đã trả lời là liện. Chính xác. Và đáp án cuối cùng đó chính là bầu trời, là đáp án chính xác ạ. Đoạn văn của chúng ta như sau: anh bay trên trời, anh nghiêng đôi cánh loáng như gương soi, anh vòng anh liện khắp trên bầu trời. Đây là một nghề nghiệp phi công ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án của chương trình. Chúc mừng các bạn đem về cho mình 170 điểm. Xin mời hai cô bé hai sừng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một phút dành cho đội Sặc Sỡ. Bắt đầu. Cãi vã. Cãi nhau. Em bé. Bê. Bé. Bé bồng bế. Ba bá xem qua đi ạ. Ôi trời ơi, cứu tôi trời ơi. Bá qua giùm em đi ạ. Lạnh. Hai từ. Lạnh lẽo.
Phát qua giùm em. Ủa? Cái gì vậy? Cái đồ này không biết phải làm như nào luôn á. Biết rồi. Từ ghép á. Cầm cầm. No. Cho em vào cái từ tiếp theo đi ạ. Nữ hoàng. Hết giờ. Anh sẽ là người đoán. Các bạn hiện tại chỉ có hai đáp án chính xác. Để xem các bạn đã điền vào những ô trống nào của đoạn văn chúng tôi. Xin mời câu hỏi. Trong phim cô ấy rời bỏ cung điện vì từ đầu tiên mà các bạn trả lời đó là cãi nhau. Cãi nhau là đáp án chính xác. Với ... các bạn không trả lời được đáp án này. Cô ... giữa trời đông ... các bạn cũng không trả lời được đáp án số 4 luôn. Và tự ... cũng không trả lời được luôn à. Cho mình một cung điện bằng ... cuối cùng cô làm lành với em gái và trở thành. Đáp án số 7 các bạn trả lời là nữ hoàng. Xuất sắc. Wow, dễ, cái này dễ. Wow. Các bạn đang có một đoạn văn. Trong phim cô ấy rời bỏ cung điện vì cãi nhau với ... cô ... giữa trời đông và tự ... cho mình một cung điện bằng ... cuối cùng cô làm lành với em gái và trở thành nữ hoàng. Dễ lắm luôn á. Câu hỏi của chúng ta với gợi ý như sau. Tên của cô ấy là gì? Tên của cô ấy là Elsa. Elsa, did you want to be a snowman? Và đáp án Elsa là đáp án. Chính xác ạ. Yeah. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yeah. Hiện tại thì đội Salon các bạn đang mang về cho mình 170 điểm. Và đội Sặc Sỡ các bạn đang đem về cho mình 120 điểm. Thua hẳn 50 điểm nha. Nhưng mà không sao, các bạn hãy cùng đến với vòng 2 của chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Yeah. Và đây là vòng 2. Vòng 2 thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. Là hồi nãy bạn nào đã đoán rồi thì bây giờ sẽ diễn tả. Số điểm cũng sẽ tương ứng với vòng 1. Bây giờ các bạn muốn đội nào chơi trước? Lúc nãy đội kia chơi trước rồi thì thôi, chắc là hoán đổi lại thì chắc là tụi em chơi trước vậy ạ. Và với vòng 2 này mang tên là thêm bạn thêm vui. Đó, hiện tại chúng ta có thể thấy trên sân khấu có một người bạn. Đó là Báo Hồng. Báo Hồng. Khi các bạn diễn tả, các bạn phải kèm theo với người bạn này. Bạn ơi, hãy diễn tả cùng với tôi nhé. Nếu như mà bạn không diễn tả cùng với tôi thì đáp án đó sẽ không được tính. Đáp án đó sẽ không được tính. Hả? Các bạn lưu ý nha. Hà Anh, bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi dành cho đội Sặc Sỡ. Một phút bắt đầu. Con gà. Con công. Chim. Wow, qua qua. Mời. Cái gì vậy trời? Là sao? Bay lên. Bay. Ngã xuống. Rơi xuống. Quá. Bản thân. Ủa? Là sao vậy mọi người? Không được thì cho qua. Quá. Giấu. Làm sao vậy? Tôi đau đớn. Tôi gục ngã. Chính gà. Ba, hai, một.
hết giờ. Các bạn chỉ trả lời được hai đáp án là đáp án đầu tiên và đáp án thứ tư. Xin mời bộ câu hỏi. Anh ấy có thể biến một, các bạn trả lời là con gà. Chính xác. Thành một chấm chấm chấm. Ở đây các bạn không trả lời được, có thể làm chấm chấm chấm, các bạn cũng bỏ qua luôn. Số 4 chấm chấm chấm, các bạn trả lời rất vất vả. Bay. Chính xác. Giữa không trung, anh ấy có thể đi chấm 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 hoặc làm cho chấm 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 và chấm chấm chấm, các bạn cũng không trả lời được luôn. Câu số 7 các bạn cũng không trả lời ạ. Hiện tại đoạn văn mà các bạn đang có là anh ấy có thể biến một con gà thành một chấm chấm chấm, có thể làm chấm 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 bay giữa không trung, anh ấy có thể đi chấm 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 hoặc làm cho chấm 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 chấm. Và câu hỏi của chúng ta với gợi ý như sau, đây là một nghề nghiệp. Sao tự nhiên em cứ đọc là anh ấy có thể biến một con gà thành một cái chân gà quá, em nghĩ là anh ấy làm nghề đầu bếp hay là, nhưng mà bay giữa không trung thì làm nghề ảo thuật gia không nhờ? Đáp án của bạn là gì ạ? Chốt ạ, ảo thuật gia. Ảo thuật gia? Dạ. Là đáp án của em Mai Nhất Khanh. Vậy thì để xem đáp án này có đem về cho các bạn 100 điểm hay không. Ảo thuật gia là đáp án. Ta sẽ đến với lượt chơi của Salon. 3, 2, 1, bắt đầu. Vẽ. Khung tranh. Vẽ tranh. Tô. Qua đi, qua đi, qua đi. Vòng tròn. Trái tim. Từ này khó nha. Báo hồng. Người yêu. Là sao vậy mọi người? Cây bút. Bút chì. Ngòi bút. Khóc. Cười. Hết giờ. Xin mời Đặng Văn. Cô ấy có thể chấm 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 chấm, các bạn trả lời là vẽ. Chính xác. Nên chấm 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 bằng những chấm 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 chấm, có thể tạo ra những chấm 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 theo trí tưởng tượng của riêng mình. Cô ấy dùng ngòi bút là đáp án. Chính xác, của mình để làm khóc và cười một cách vô tư. Chính xác. Hiện tại đoạn văn các bạn đang có trong tay đó chính là cô ấy có thể vẽ nên chấm 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 bằng những chấm 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 chấm, có thể tạo ra những chấm 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 theo trí tưởng tượng của riêng mình. Cô ấy dùng ngòi bút của mình để làm bạn khóc cười một cách vô tư. Và gợi ý của chúng ta cho câu đố này, đây là một nghề nghiệp. Có hai suy nghĩ, họa sĩ hoặc nhà văn, nhưng mà nghiêng là nhà văn hơn. Nếu mà họa sĩ thì sử dụng cọ chứ không phải là ngòi bút. Em nghĩ là nhà văn hoặc nhà thơ. Xin mời bạn chốt đáp án. Nhà văn. Nhà văn liệu có đem đến cho các bạn 100 điểm hay không? Chúng ta sẽ cùng đến với đáp án. Nhà văn là đáp án. Chính xác. Chầm 40 điểm, xin chúc mừng các bạn. Hiện tại đội Salon các bạn đang có 310 điểm. Đội sặc sỡ các bạn đang có 240 điểm thôi ạ. Hiện tại là các bạn đang thua một tí. Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì ở vòng 3 này chúng ta sẽ có thể vượt lên trên tất cả. Cho nên chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình Ngôn ngữ diệu kỳ.
Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Đây là các bạn thi lần lượt đúng không ạ? Ở vòng 3 này thì các bạn sẽ thi đối kháng với nhau. Ở đây sẽ có một cái mini game. Mini game này đội nào chiến thắng sẽ giành cái quyền thi trước ở trong cái vòng 3 này. Với mỗi từ khóa không có đem về điểm nào hết, nhưng mà nếu các bạn trả lời được cái câu đố của chúng tôi trong vòng 3 này, các bạn sẽ mang về cho mình 200 điểm. Nếu như mà đội nào giành lấy 200 điểm này thì chắc chắn sẽ là đội vào vòng đặc biệt của chúng tôi. Cho nên các bạn hãy cố gắng lên nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mini game. Các bạn hãy chọn đi ạ. Ai sẽ là người chơi mini game? Em ruột của em nó sẽ chơi những cái trò chơi vận động. 1, 2, 3. Rồi em chơi game. Đây là một trò chơi. Ví dụ như là tôi đưa ra một cái cụm từ là bún bò Huế đi, thì các bạn sẽ lần lượt thi đấu. Ví dụ đây là bún thì bạn phải nói là chữ bò Huế, xong rồi tiếp tục là bún bò Huế. Bạn nào nói lèo lưỡi hay là nói sai không đúng theo thứ tự thì đội đó sẽ là đội thua cuộc. Chúng ta sẽ đến với cụm từ. Bắt đầu. Má. Muốn. Mỉm. Mỉm. Ủa, cái gì vậy? Rồi. Xin mời ạ. Chị nha. Nãy mà lên chơi cái này được. Sao hay dễ duyên quá. Đội chiến thắng là đội của em Anh, Nhất Anh và Hà Anh rồi ạ. À, đội sắc trở. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi trả lời câu đố dành cho Hà Anh cũng như là Misa B nha. Xin mời các bạn. Xin mời Đặng Văn. Một người ... có lúc nào quên được cái ... của mình để ... đến một cái gì khác đâu. Khi người ta ... quá thì người ta chẳng nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi ... ích kỷ ... Bạn muốn mở ô nào ạ? À? Mở số 2 ạ. À. Số 2. Xin mời. Chân đầu. Thật ra là mở một ô thì em chưa có hình dung được là câu hỏi dành cho cái đoạn này nó là gì. 5, 4, 3, 2, 1. Bạn chưa hình dung ra được đúng không ạ? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi của Misa B. Cho em mở ô số 7. Ô số 7. Che lấp. Em đoán là... 5 Văn... À, không. 4 3 2 Văn học. Chưa phải là đáp án của chương trình ạ. À. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi của Hà Anh. Bạn mở ô số mấy ạ? À? Chơi em số 1 ạ. À. Đầu chân. Nó phải có gợi ý nó là một cái gì hay là sao bây giờ mình đoán? Thật ra là cái đáp án của em á, nó cũng liên quan. Em thông minh mà. Liên quan đến đoạn văn này một tí xíu. Bây giờ anh sẽ cho gợi ý nha. Đây là một tác phẩm văn học. 5, 4 Chí Phèo. 2 Em đang đoán đại 1. Thôi đó. Chí em Phèo. Chưa biết là số 3 số 4. Không phải là đáp án của chương trình à. Bạn muốn mở chữ nào? Số 6 ạ. Số 6 là cụm từ. Buồn đâu. Em đoán là chị dậu ạ. Chị dậu cũng chưa phải là đáp án của chúng tôi à. Ủa. Lượt của Hà Anh. Cho em mở số 4 ạ. Số 4, cụm từ. Khổ. Còn gợi ý nữa không ạ? Đây là một tác phẩm văn học có 2 từ. Bây giờ mình kể hết nha, bắt đầu kể hết. Chốt một đáp án. Lão Hà. Lão Hà là đáp án của bạn. Em đang bắt đầu kể hết đó. Nhưng mà kể hết là coi như là gợi ý đáp án cho bên kia đó nha. Cứ kể ạ, à. Không sao đâu ạ. Thôi em chốt cái đó trước đi. Là lão Hạc đúng không ạ? Dạ. Và đó là đáp án. Chính xác. Xin chúc mừng bạn. Wow. Chúng ta sẽ hiện luôn cả 7 từ luôn nhé. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng buồn đầu, ích kỷ che lấp. Đây là một đoạn văn được trích trong Lão Hạc của Nam Cao. Chúc mừng đội sặc sỡ, các bạn ghi về cho mình 200 điểm. Các bạn ơi, các bạn đã bỏ lỡ vòng đặc biệt rồi. Mặc dù các bạn ghi về cho mình được 310 điểm, nhưng mà đội của
Hà Anh, em Mai Nhất Khanh, đội sặc sỡ các bạn ghi về cho mình 440 điểm. Chúc mừng các bạn. Và các bạn cũng sẽ là đội chơi vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng các bạn luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đặc biệt của chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với vòng đặc biệt của chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Và đội đến với vòng đặc biệt chính là đội sặc sỡ. Các bạn sẽ có một bộ câu hỏi dưới dạng những ô chữ. Các bạn sẽ trả lời những ô chữ hàng ngang trước. Với mỗi đáp án chính xác, các bạn sẽ có 500.000 đồng. Và sau khi các bạn đã trả lời hết tất cả những ô chữ hàng ngang rồi thì các bạn sẽ cùng giải đố một ô chữ hàng dọc. Nếu như các bạn trả lời chính xác ô chữ hàng dọc thì các bạn sẽ được nhân 5 với số điểm mà các bạn đã ghi về trước đó của những ô chữ hàng ngang. Các bạn hiểu chưa? Em hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ô chữ dành cho các bạn với chủ đề tên các bộ phim Việt Nam. Đứng chơi dành cho đội sặc sỡ cho vòng đặc biệt. 3, 2, 1, bắt đầu. 5 chữ. Nhà có 5 lần tiên. Ngôi nhà. Hạnh phúc. Mắt, ánh mắt. Mắt biết. 2 chữ. Chính số. Vừa đi vừa khóc. 3 chữ. Khó quá bỏ qua đi. Cua lại vợ bầu. Bỗng dưng muốn khóc. Vòng eo 56. Hết giờ. Đáp án đầu tiên là nhà có 5 nàng tiên. Chính xác. Các bạn đem về cho mình 500.000 đồng đầu tiên. Ô chữ thứ hai các bạn không đưa ra được đáp án, cho nên là chúng ta sẽ bỏ trống nhé. Ở ô số 3 các bạn trả lời là ngôi nhà hạnh phúc. Chính xác. Ô chữ hàng ngang số 4 có 7 ký tự, các bạn trả lời là mắt biết. Hàng ngang số 5 các bạn trả lời là trúng số. Ô hàng ngang số 6 các bạn trả lời là vừa đi vừa khóc. Ở ô này thì các bạn chưa đưa được đáp án, các bạn bỏ qua. Ô hàng ngang số 8 các bạn trả lời là cua lại vợ bầu. Ở ô hàng ngang số 9 bỗng dưng muốn khóc. Chính xác. Cái này thì khá là quen thuộc với các bạn rồi, bởi vì các bạn có cái vòng eo 65 đúng không ạ? Cho nên là các bạn trả lời là vòng eo 56. Chính xác. 8 đáp án chính xác, các bạn mang về cho mình 4.000 điểm tương ứng với 4 triệu đồng. Các bạn sẽ có 10 giây để đoán đáp án của hàng dọc. Còn 5 giây. 5, 4, 3. Một bộ phim rất gần đây à. 2, 1. Hết giờ. Hà Anh có đoán được đáp án không ạ? Em nghĩ là nghề siêu dễ. Nếu như Hà Anh đứng đây và chơi và đoán là nghề siêu dễ với đáp án chính xác thì hiện tại các bạn đã có 4 triệu đồng. Các bạn nhân 5 lên là các bạn mang về 20 triệu đồng. Rất nhiều. Để xem những ô còn lại sẽ là những đáp án nào nhé. Ô chữ hàng ngang số 2 gọi giấc mơ về. Ô chữ hàng ngang số 7 đó chính là em chương 18. Và đáp án của chương trình chính xác là nghề siêu dễ. Nghề siêu dễ. Rực rỡ chiến thắng, rực rỡ sắc màu. Chúc mừng đội sặc sỡ, các bạn là đội chiến thắng trong chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ và mang về tiền thưởng 4 triệu đồng. Và đến đây chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ phải nói lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Chắc là em Việt Nam. Này là cô giám thị bên Việt Nam. Hả? Tự Đầu đinh không thanh minh.
tóc dài chơi không hài nhưng đúng bài, đầu trọc chơi không cọc, tóc ngắn luôn may mắn, ruột non sàn. Một chữ. Dài.